Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để có thể cho các bạn thấy mình có đặt một cái món đồ ở trên Tiki, và hôm nay họ đã chuyển cho mình, và đây chính là cái đầu chuyển. Bởi vì có nhiều bạn xem video của mình thì có comment, có góp ý là cái chất lượng âm thanh nó không được tốt, bởi vì cái máy tính của mình nó chỉ có một cái cổng analog, do đó mà mình nó cần phải cái đầu chuyển ra mic. Mình muốn cắm cái mic của mình vào thì nó phải có một cái đầu chuyển, và thỉnh thoảng thì mình cũng hay mua các đồ trên Tiki đấy, các bạn nhìn thấy nó vẫn còn nguyên đóng bao, và mình sẽ mở cho các bạn xem. Và bình thường thì Tiki họ chuyển khá là nhanh và cái chất lượng hàng khá là tốt, tuy nhiên là những người shipper ấy, những người chuyển hàng họ đôi khi họ không được thân thiện vui vẻ lắm. Khi mà họ muốn mình nhận hàng chẳng hạn, thế là họ cứ phải bắt mình ra lấy ngay lập tức, và có chậm chút thì là hay không thân thiện lắm, và có lẽ là vì họ phải bận, họ muốn giao được nhiều hàng trên một ngày hoặc là thế nào đó. Và đây cũng là chính là cái hàng mà mình trêu các bạn, tức là chờ mãi chả thấy có nhà tài trợ nào tài trợ cái mic, thì hôm nay mình sẽ tự mua, và lương thì thấp lắm các bạn, và làm video thì lại phải đầu tư thêm, giảm thì đã miễn phí rồi nhưng lại phải mua thêm các trang thiết bị, nên mong các bạn có thể là ủng hộ cái kênh của mình bằng cách là ấn vào subscribe hoặc là xem các video và cho mình một like, comment gì đó để có thể mình có thêm cái động lực làm các cái video tiếp theo. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem cái món hàng mà mình đặt. Không biết là nó sẽ mở vào đâu nào. Nên mình sẽ cắt ở đây. Mình thỉnh thoảng cũng hay đặt hàng trên Tiki. Họ cũng giao hàng và cũng khá là trách nhiệm. Chất lượng hàng cũng khá là tốt. Tất nhiên là hiện giờ thì không chỉ với Tiki mà còn có nhiều các cái hãng khác, các bạn có thể đặt như Shopee hoặc là Sen Đỏ gì đó, nhiều các cái hãng khác nhau để bạn có thể đặt được. Đây các bạn thấy là bên trong có những cái như thế này đó, hôm nay họ đóng khá là cẩn thận, bên trong nó còn một cái túi nữa, chắc là cái túi này thì chắc là của một cái đơn vị mà nó họ bán cái này. Đấy, các bạn nhìn thấy họ bán cái này, nó bọc này các bạn xem, đó, và mình sẽ bóc cái này. Lương thì thấp mà cứ phải mua các cái món đồ để phục vụ các cái bài giảng này, hết tiền lương. À, không phải, đây nó có một cái đầu như cái túi của mình. Đây mình sẽ cắt tạm cái đầu cho nó nhanh. Mình chắc nó không có cái... Đó, cái đầu kia nó dính băng dính chắc. Bóc cái đầu ra nó không băng dính nó vậy. Các bạn nhìn thấy là cái mỗi nó có mỗi một cái đoạn dây ngắn như này thôi, nên nó có một cái đầu mà các bạn có thể để ý là nó phải có bốn cái khoang như này, trên này nó có 4 vạch, thì nó sẽ có một vạch mic và một vạch là cho tai nghe, cho phone, và nó sẽ ra hai đầu như thế này. Thì đầu đỏ này chính là cái đầu mic, mình sẽ cắm cái mic của mình vào, hy vọng là cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Còn cái đầu đen này thì chính là cái tai nghe, như cái thế hệ máy tính cũ của mình ngày xưa là nó có hai đầu, một đầu là cắm phone và một đầu là cắm mic, các bạn nhìn thấy. Và đây nó chỉ có mỗi cái hai cái như thế này, và tổng cái giá tiền mà mình phải trả cho họ để mua trên Tiki là tổng 57.000. Các bạn nhìn thấy nó có chữ 57.000. Thế thì mình chỉ khi giới thiệu với các bạn cái
mở cái món hàng mà mình đặt ở trên Tiki, hy vọng là nó sẽ hoạt động tốt và sẽ phục vụ các bạn được tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều.